mà anh bảo gọi này thì thôi mà đang nhớ chân tình thật đẹp đôi ta người hàng người trong tâm trí trong mỗi nhịp thở nơi đêm dần. Hello anh em, mình đang ở Hà Nội, đang ở quán gì này, Út Nhị, quán nướng ở Văn Quán Hà Đông. Thì làm vlog ngắn thôi cho anh em xem thôi, tại vì cho kênh nó còn tương tác, mà công anh em lại chửi tôi. Hey, hello mọi người đi cắt ốc nhà. To lên. Hello anh em. Lúc chửi tôi to như nào, bây giờ cô nói nhỏ bé bé vậy. Nhỏ. Hả? Nhỏ. Nói to lên. Chào nhà nha, mở nhà ăn nha. Ừ, đấy, đang làm buffet lẩu nướng. Có hai vợ chồng đi thôi. Đấy, tôi đây. Đấy. Thì đấy. Thì dự kiến sắp tới thì vợ chồng sẽ định cư ở Hà Nội một thời gian và phát triển kênh YouTube là Vũ Quốc Hải Official. Đấy, thì sắp tới là mình và Trang thì sẽ ra rất là nhiều clip trên kênh đó về cuộc sống gia đình mình các thứ để chia sẻ với mọi người. Còn tài chính thì vẫn để tán gái đó. Mọi người nhớ vô ủng hộ và đăng ký kênh này, vì tầm chắc tháng nữa là đủ lúc bạc ấy. Mọi người nhớ đăng ký nhá. Rồi mình sẽ ở đây và sắp tới thì sẽ qua thầy huấn các thứ rồi dẫn vợ đi làm răng, để anh em cứ nói tôi biết rồi, ngại ghê luôn đấy. Vợ tôi thì tôi cũng biết điều đấy, sinh ra thì không ai mà muốn xấu cả, sinh ra là ai cũng muốn sinh thôi, nhưng mà ông trời ban cho mình nhan sắc như nào, bố mẹ ban cho sắc như nào mình phải chịu như vậy. Nên là thời gian qua các ông nói vợ tôi thế này kia tôi cũng hơi buồn, nhưng mà thôi thì đang ra để bây giờ ăn xong là sẽ tí nữa tối còn đi khám răng để xong rồi bác sĩ tư vấn xem mà nên làm bao nhiêu cái răng. Răng vợ tôi thì nó thật là cũng hơi lộn xộn thật đấy, là lúc nào thổi kèn nó đôi khi là cũng sức kèn lắm, phải đi băng bó. Cho nên là tôi hiểu đâu đấy, cảm ơn anh em đã góp ý. Sắp tới thì anh em nhớ đăng ký kênh YouTube là Vũ Quốc Hải Official này hơn nhiều hơn một xíu nha. Đấy, để xong thế nhìn đỡ quê đỡ phải lên đây anh em nhỉ. Tôi chăm mà lại nhìn nó sang hẳn lên. Đây có đôi lời gì muốn nói với mọi người không? Em chủ yếu đang đẹp mà còn đừng chê. Anh chủ yếu đang đẹp thôi à? Còn tất cả mọi người đều đẹp hết đúng không? Thấy chưa? Tôi nói với anh em này. Đấy, lên trên video ấy, thì rất là thùy mị nếp ma. Ui giời ơi, còn chửi chồng như hát hay luôn. Tôi nói với anh em này, nó cầm cái dao, nó cầm dép, nó dí tôi, nó đánh như con vậy. Đấy, đúng chưa? Khổ lắm anh em ạ. Đấy, nên là thời gian tới nó sẽ có ra rất là nhiều clip. Đấy, cứ ngủ đi, ngủ dậy nó sẽ nhiều trò trôn. Anh em nhớ đăng ký clip này mới nhiều xíu. Đấy, thì có dự định sắp tới không? Sắp tới thì cục cưng thì sẽ làm trò gì? Sắp tới mình sẽ bán đồ. Hả? Mình sẽ bán quần áo, quần áo mặc nữ cho mọi người. Ừ, rồi bán gì nữa? Những gì ông Hải đang mặc thì mình bán hết, là mọi người ai quan tâm đến mình thì bán. Ừ. Trang ơi, Trang. Trang sinh má đỏ môi hồng, cho anh mượn đất trồng nhờ củ khoai. Khoai. Chạy đâu biết chạy. Chồng biết rồi cả đấy. Chồng mấy cái mới trồng mấy củ. Ai hốt xin ba cái ai mà chịu nổi, vừa vừa phải phải đấy chứ, cái gì ba ngón tay à? Thứ anh chỉ cần là cái nụ cười của em thôi, mà nụ cười dọc, không phải nụ cười ngang, cái nụ cười đấy em đừng cười nữa. Đấy, mọi người nhìn đây, đấy gọi một đống đồ ăn ra một mình nó hốc hết, anh em tính ngồi xem một mình nó hốc hết sạch luôn, nhìn người lại thôi ăn như con lợn đấy, đây gọi là cái máng lợn anh em ạ, ăn chả khác gì con lợn. Đây là xung quanh đây, đây là khu quán Tiểu Nhị Văn Quán Hà Đông này. Năm ngoái tôi có ăn ở đây một lần và rất là ngon. Năm ngoái thì tôi dẫn con bồ nhí đi, cho nên là năm nay quyết định là dẫn vợ cả đi ăn. Cay quá hả? Trời ơi, cay quá thì nuốt ra nhiều, mắt ra nhiều. Thế là bảo ăn vừa vừa đây, cay rồi tí tí làm sao mà thổi kèn sức hết kèn thì sao? Chết luôn đấy. Đôi lời gì muốn chia sẻ cùng với mọi người không? Hay sắp tới lập riêng cho Trang một kênh luôn, để là trên Trang làm YouTuber. Mọi người có nghĩ mình làm ăn đẹp với thằng chồng trên miền tre mình lên lấy chồng mới không? Em xứng đáng mấy chồng. To lên nào, chửi chồng như hát hay ấy. Ba chồng, tham vừa đấy chứ. Hốc ít thôi. Hốc vừa thôi, hốc như con lợn ấy. Hốc vừa thôi.
mà anh bảo gọi này thì thôi mà người nhớ trên tình thật đẹp đôi ta người hằng người trong tâm trí trong mỗi nhịp thở nơi đêm dần yêu vợ nhỏ thì những cái lúc mà chồng làm việc với vợ nhé thì như anh em đang hỏi này thì chồng đi và làm clip tán gái như vậy ấy, xong chồng quay clip lên như vậy thì chồng đỡ quay kiểu cốt hôn chụp ôm nó lâu lâu chồng trốn vợ đi lếu lều nói thì vợ mà như thế nào về vợ cắt kêu ý là vợ cảm nhận của vợ như thế nào thì vợ biết đây là công việc của chồng rồi đấy công việc gì mà phải đi lếu lều ý là không lếu lều thì bây giờ cảm giác đi quay với gái với clip như vậy thì vợ cảm biết như thế nào và sắp tới vợ có cho chồng làm việc không chồng biết chồng làm nó làm về vợ việc của vợ thế bây giờ giả sử anh nói với vợ bây giờ dỡ may nhá anh đi ra ngoài nhưng đi qua trong của mẹ em thì ngon của hai em gạ cái thì làm nháy nhưng mà anh thì anh vẫn thương vợ anh thì không bỏ vợ đâu làm nháy thì bây giờ thì vợ có chửi chồng không ý là vợ có giận chồng không ý là làm nháy thì về với vợ thôi chứ không gì mà phải giận cứ làm luôn với nhau hả làm gì cắt kiu à gì mà ác vậy bây giờ anh nói với vợ này cái anh đừng có ví dụ nó đi cái đấy là thật quá rồi đấy. Bây giờ tôi nói với anh em xem nhé, cảm vợ nhé. Bây giờ đường là con trai nữa, tôi cũng phải đẹp lắm nhưng mà tôi cũng không mặc cái gì, nói chung là nhìn được, không phải xấu, cũng đi bim đúc, không phải giàu lắm. Bim đúc thì cũng bây giờ bao nhiêu tiền đâu, quanh co tỷ, đổi tỷ đổ lại thôi, đúng không? Nhưng mà ra ngoài đường thì bây giờ làm sao cám dỗ tránh khỏi cám dỗ được? Người ta thường nói là giang hồ hào hán không qua nổi háng đàn bà. Thế nên là vậy, nên bây giờ cũng khổ lắm. Tôi cho nên tôi không qua nổi háng của vợ tôi thì cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà sao mà bây giờ anh nói với vợ bạn chỉ phải thân cận công việc của anh là bây phải ra ngoài để tiếp xúc với gái xinh này, phải tiếp qua làm quen với chúng nó này, với các bạn ấy thì mới làm clip được, quay cho anh em xem và mới có tiền để nuôi vợ nuôi con đúng không? Đúng. Thế đấy, thì vợ phải hiểu cho anh đôi khi là đàn ông thì không ra ngoài không thì không thể nào tránh được cám dỗ được. Cái xinh bươn mở nó cũng trước mặt không chém cái thì không được. Thì cứ đi đi. Nhưng mà bây giờ anh nói với vợ nào? Chém thì có vợ có lỗi với bản thân. Mà không chém thì có lỗi với vợ. Bây giờ anh không biết được nào một lần. Sao lại không chém thì lại có lỗi với bản thân được? Thì bây giờ ngon toàn không chém thì có lỗi bản thân nhưng mà chém thì có lỗi với vợ, vợ thương vợ nhé. Thế thì có lỗi bản thân thì cứ làm đi, có lỗi bản thân được. Cười. Ôi, sắc sắc. Tôi nói với anh em là nhìn lại thôi đấy, tôi vừa rồi tôi tăng lên 67 cân, bây giờ còn có 60 à, hút sạch chất rồi, bể nước cứ có giọt nước nó bắt cạn, đêm nào bắt cạn bắt hết, đêm nào mà không trồng đủ ba củ cải là nó cứ đủ cho không ra được nhà đấy, anh nhìn thấy em nhìn thấy không, cũng là ba mà gớm lắm, không đơn giản đâu, cho nên là anh em nhìn thử anh em thèm rồi đấy, chị anh em lấy vợ thì biết trốn được ngày nào hay ngày đấy, tôi nói với anh em là vậy, trốn được ngày nào hay ngày đấy. Đấy. Thế nào thôi, anh em nhớ đăng ký và subscribe kênh YouTube của mình. Và sau tới là mình sẽ làm nhiều video về vợ của mình hơn. Đấy, và đăng ký kênh YouTube này nha. Sắp tới là sắp đủ nước bạc rồi, sẽ ăn mình nước bạc. Ok, cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ với người thân và gia đình. Vlog cái bức tranh trần nha mọi người. Ôi, vlog gì lâu lâu nó đang tút khiến tôi mệt lắm. Bye bye mọi người nhá. Okay. Như mọi người biết là thời gian gần đây thì Hải đang sử dụng cái bụng ốc tăng cân. Hiện tại là số cân của Hải hiện tại nó đã chạm mốc là 60kg. Còn mặt cái bữa nay là bé béo có lọng rồi này. Nhưng mà người biết là ngày xưa thì mọi người biết là Hải rất là gầy, khoảng tầm 50-51kg thôi. Với cái số chiều cao là 1m65-66 thì phải là quá gầy. Đấy. Thì sau một thời gian Hải quyết tâm Hải tìm sản phẩm Hải mua thì Hải đã sử dụng cái bộ cái ốc tăng cân này. Nó giúp mình tăng cân rất hiệu quả. Và sau một thời gian sử dụng thì Hải quyết định là Hải nhập về và Hải làm nguyên bao bì thương hiệu bộ ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp Vũ Quốc Hải và có mặt mình đây. Và sản phẩm này là không thể tràn lan trên thị trường và sản phẩm của Hải rất là uy tín, Hải đã sử dụng và có hiệu quả để Hải ra bán. Và ai có quan tâm về sản phẩm bộ ngũ cốc tăng cân thì inbox trực tiếp cho Zalo hoặc fanpage Hải để dưới màn hình, Hải sẽ tư vấn cho mọi người về sản phẩm này. Đó. Còn bên trái này Hải là một sản phẩm tên là bộ yếm mạnh trị mụn trắng da. Hải đã kinh doanh gần 2 năm nay, hơn 2 năm nay rồi. Thì sản phẩm này sẽ giúp mình là trắng da, trị mụn, trị thâm và làm sáng da hơn. Thì như mọi người biết là ngày trước thì Hải da mặt của Hải rất là nhiều mụn. Sau một thời gian sử dụng bộ đế mặt thì Hải da mặt Hải đã cải thiện hơn, nó là trắng sáng mịn màng. Và nhờ có làn da trắng sáng mịn màng thì mình mới tự tin hơn ra ngoài giao tiếp, mở rộng quan hệ, gặp khách hàng. Nó có một làn da đẹp,
có một cái ngoại hình đẹp thì mình mới ra ngoài tự tin mình giao tiếp và mình kiếm tiền được. Và ai cũng quan tâm về combo vừa đẹp da vừa đẹp dáng này thì inbox trực tiếp cho Zalo Hải để dưới màn hình hoặc inbox trực tiếp cho fanpage, Hải sẽ tư vấn cho mọi người về combo sản phẩm bột gốc tăng cân này và bột yến mạch trắng da trị bột. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã xem video của Hải và ủng hộ Hải trong những clip vừa qua. Bye bye.